Cuối chương trình là tin an ninh. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đến dự án khu đô thị phía Bắc, đường trục trung tâm khu đô thị phía Nam quốc lộ 5 do công ty cổ phần đầu tư bất động sản và thương mại Thăng Long là chủ đầu tư. Quá trình điều tra xác định năm 2004, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên phê duyệt và giao cho công ty Thăng Long là chủ đầu tư thực hiện dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu đô thị phía Bắc đường trục trung tâm khu đô thị phía Nam quốc lộ 5 tại xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ. Công ty Thăng Long có trách nhiệm thi công tuyến đường trục trung tâm và hoàn thành nghĩa vụ tài chính nộp tiền sử dụng đất với nhà nước. Sau đó công ty Thăng Long đã tiến hành giải phóng mặt bằng, tiến hành san lấp thi công một số hạng mục cơ sở hạ tầng và tuyến đường trục trung tâm. Tuy nhiên công ty này chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, chưa nộp tiền sử dụng đất, các công trình hạ tầng khu đô thị chưa được nghiệm thu, các nền đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa đủ điều kiện để chuyển nhượng. Nhưng từ năm 2005 đến nay, công ty Thăng Long đã ký hợp đồng chuyển nhượng trên 2.700 lô đất trái quy định, thu tổng số tiền hơn 1.700 tỷ đồng. Ngày 16 tháng 1, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Hương Yên ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty Thăng Long, quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Thế Hùng, sinh năm 1982, Chú tại tập thể Cô Ma 7, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư bất động sản và thương mại Thăng Long, hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng và làm rõ.